Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cựu đại úy cảnh sát giao thông Lê Thị Hiền sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Gần 4 năm trước, đã bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù tại phiên sơ thẩm diễn ra ngày 24 tháng 9 năm 2022 về hành vi cướp tài sản. 18 bị cáo liên quan trong vụ án cướp tài sản này nhận án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù về cùng tội danh trên. Sau đó, Hiền đã làm đơn kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm từng được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở trong tháng 5 nhưng đã phải tạm hoãn. Dự kiến chiều ngày 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm và đồng phạm về tội cướp tài sản. Theo cáo buộc, năm 2019, Vũ Anh Hoàng, sinh năm 1991 ở Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng, sinh năm 1992 ở Hà Nội và Lê Thị Hiền cùng góp vốn ban đầu khoảng hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Long. Trong đó, bị cáo Hiền góp 20%. Địa chỉ quán ở phố Tôn Đức Thắng, kinh doanh đồ uống bóng cười. Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic. Trong khi đó, Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách, còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và lo mảng đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo phần trăm vốn góp của mỗi người. Đến tháng 3 năm 2020, Hoàng, Thăng, Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1993 ở Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán Matrix. Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành hoạt động của quán Matrix qua Facebook cho nhóm cổ đông, trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, hoa quả, đồ uống, rượu bia, bóng cười để khách phải thanh toán hoặc để lại tài sản có giá trị. Nhưng do dịch bệnh Covid, quán Matrix không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3 năm 2021. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, năm 2019, Vũ Anh Hoàng, 31 tuổi ở Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng, 30 tuổi ở Hà Nội, cùng Lê Thị Hiền góp vốn khoảng hơn 2 tỷ đồng để mở quán đồ uống bóng cười Magic Lon tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Cả ba phân chia nhiệm vụ cho từng người, trong đó Hiền phụ trách quản lý, hậu cần, thu chi, giám sát hoạt động và đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn của ba người. Tháng 3 năm 2020, Hoàng, Thăng và Hiền ký hợp đồng với Nguyễn Thị Minh Trang, 29 tuổi, để lên chương trình đẩy doanh thu cho quán. Nhân sự để thực hiện chương trình do Trang tuyển và báo cho nhóm cổ đông quán qua Facebook. Một trong những chiêu mà Trang đưa ra là kiếm khách qua mạng xã hội dẫn đến quán. Khi thấy khách nào giàu có, họ sẽ lén đẩy thật nhiều đồ ăn như hoa quả, rượu bia hoặc bóng cười để khách bắt buộc phải thanh toán. Để hoàn thành hợp đồng, Trang áp dụng cách thức dùng nữ nhân viên booking của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo để hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán. Đồ ăn, đồ uống, bóng cười lên. Sau đó, nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Trang cũng cho thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam trong nhóm booking có nhiệm vụ như đội bảo kê để đánh, ép khách hàng nếu không chịu trả tiền. Cách thức này trong quán gọi là dí bill. Trong tháng 3 năm 2021, Trang hoàn thành tất cả các mục tiêu ký hợp đồng nên nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang một hợp đồng mới với mục đích để Trang tiếp tục đem lại lợi nhuận. Tại địa chỉ 280 xã Đàn, Hoàng, Thăng và Trang đã thỏa thuận thống nhất nội dung khoán cho Trang chạy doanh thu cho quán trong 3 tháng và Trang sẽ được hưởng lợi phần trăm theo doanh số cụ thể mà cả nhóm đưa ra. Trang nói với Hoàng và Thăng, nếu chỉ tiêu doanh số cao như vậy, sẽ phải đẩy mạnh áp dụng hình thức dí bill. Trang sợ nếu làm mạnh, sẽ liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, Hoàng, Thăng hứa, nếu liên quan đến pháp luật, đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết. Sau khi thỏa thuận thống nhất với Trang, Hoàng, Thăng đã trao đổi lại với Hiền về việc mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng, để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý. Về phần mình, để đảm bảo doanh số như thỏa thuận, Trang yêu cầu các nhân viên booking nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, làm quen với khách nam rồi lôi kéo đến quán. Trước khi khách đến, nhân viên booking sẽ gọi đồ, bày sẵn ra.
Sau khi khách đến chơi được một lúc, các nhân viên booking sẽ bỏ trốn để lại khách. Tiếp đó, nhân viên của quán sẽ bắt khách phải trả số tiền này. Nếu không có tiền, khách phải để lại tài sản. Khách nào không chịu trả tiền, sẽ có các nam nhân viên ra nói chuyện, đe dọa ép trả tiền, ép để lại tài sản có giá trị. Cáo buộc cho rằng, với mô hình hoạt động như trên, các bị cáo đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán. Theo luật sư Trương Quốc Hòe, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trước khi nói về chiêu dí bill, phải làm rõ bill là gì. Bill thực chất là hóa đơn để thanh toán, là một danh sách có liệt kê hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng ta đã sử dụng. Cùng với đó là số tiền chúng ta phải trả cho mỗi món hàng hóa và tổng số tiền mà chúng ta phải trả. Luật sư Huệ cho biết, hiện nay chưa có khái niệm cụ thể về hành vi dí bill, nhưng có thể hiểu, dí bill là hành vi ép buộc hoặc đánh đập để ép người khác phải trả tiền cho món hàng hoặc dịch vụ mà người đó không sử dụng. Ví dụ như trong vụ cựu đại úy Lê Thị Hiền, khi có khách đến quán Matrix Long sử dụng dịch vụ, nếu thấy khách có tiền, nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, hoa quả, rượu bia và bóng cười, rồi ghi thêm vào bill, mục đích là ép khách phải thanh toán tiền. Nếu không trả, đội bảo kê sẽ đánh khách. Hình thức này được gọi là dí bill. Vị luật sư cho biết hành vi dí bill là vi phạm pháp luật vì mục đích của việc này là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Người có hành vi dí bill thường sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Như vụ cựu đại úy Lê Thị Hiền và đồng bọn có hành vi dí bill và bị truy tố về tội danh trên. Pháp luật cần nghiêm cấm việc giải quyết quan hệ dân sự bằng nắm đấm, hành vi đe dọa, uy hiếp, đánh đập người khác để buộc phải đưa tiền, dù số tiền đó là tiền nợ, tiền trong các quan hệ dân sự, thì đây cũng là hành vi cướp tài sản, luật sư Huệ nhấn mạnh. Theo cáo buộc, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Phương Trang dùng tài khoản Thanh Hà trên ứng dụng hẹn hò Badoo làm quen rồi rủ anh T, tên viết tắt, sinh năm 2002 ở Thanh Hóa đến Matrix Long chơi với mục đích để dí bill. Khi anh T và Phương Trang đến quán, tại bàn A2 đã đặt sẵn đồ uống và hoa quả, anh T và Phương Trang ngồi ăn uống một lúc thì nhân viên quán đến thông báo hóa đơn thanh toán đã lên đến 15 triệu đồng. Lúc này, anh T nói với Trang mình không có tiền. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, nhân viên quán in hóa đơn thanh toán bàn của Trang và anh T với số tiền hơn 19 triệu đồng. Khi ra thanh toán tại quầy thu ngân, Trang lấy lý do thẻ ngân hàng bị lỗi không thanh toán được và yêu cầu anh T trả số tiền trên, hẹn ngày hôm sau sẽ trả lại tiền cho anh. Do không đủ tiền nên anh T xin để lại chiếc điện thoại iPhone X và chiếc xe máy Honda Lead, nhưng nhân viên quán không chấp nhận mà yêu cầu khách phải gọi điện cho người thân để chuyển tiền đến trả. Anh T gọi cho người nhà nhưng không được, nên bị ép ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản và chiếc điện thoại và xe máy. Lúc này, anh T không chịu ký giấy mà yêu cầu Phương Trang phải qua đêm cùng mình thì mới ký. Phương Trang bực tức lớn tiếng với anh T. Mày là cái gì mà tao phải đi nhà nghỉ với mày? Rồi dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu anh T. Đỡ được đòn đánh từ người đẹp, anh T hỏi, sao bạn lại làm vậy? Tiếp đó, anh T bị các nhân viên quán bar đánh, chửi, uy hiếp nhằm ép anh phải xác nhận vào giấy để lại tài sản. Màn hẹn hò của anh T đã không diễn ra như mộng tưởng. Nó kết thúc bằng việc anh phải ký vào giấy tự nguyện, để lại tài sản rồi mới được cho về. Sau đó anh đã đến công an quận Đống Đa để trình báo. Một nạn nhân khác phải kể đến là anh Dê, sinh năm 1996 ở Hưng Yên. Khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021, Hà Trang chưa xác định đã làm quen với anh Dê qua mạng xã hội Tinder và rủ anh đến quán Matrix Long chơi. Khi anh Dê đến thì được nhân viên quán bar dẫn vào bàn A5 gặp Hà Trang. Cô gái chủ động gọi rượu, hoa quả, shisha, bóng cười, cùng ăn uống với người bạn mới quen. Đến 23 giờ cùng ngày, khi hóa đơn lên đến hơn 19 triệu đồng, Hà Trang đứng lên đi vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi quán. Một lúc sau, nhân viên đến tính tiền, không thấy Hà Trang quay lại, anh Dê đành đồng ý thanh toán. Do không mang đủ tiền, anh xin được trả 4 triệu đồng, nhưng nhân viên quán bar không đồng ý. Anh Dê sau đó bị các nhân viên của quán chửi bới, đe dọa, bị yêu cầu mở mật khẩu điện thoại để gọi cho người thân mang tiền đến trả. Không đồng ý cho nhóm bị can mật khẩu điện thoại, anh Dê bị đánh đập, yêu cầu ký vào giấy để lại tài sản. Không đồng ý ký giấy, anh Dê bị nhốt vào nhà kho, bị đánh đập. Cuối cùng anh đã phải ký vào giấy để lại tài sản, tình nguyện để lại chiếc xe máy Honda Vision. Đến 3 giờ sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng người hô công an đến, anh Dê thoát thân được và trình báo công an.
Một người đàn ông khác cũng có buổi hẹn hò đáng ngắt là anh B, sinh năm 1997 ở Thái Bình. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021, anh được nhân viên nữ có tên tài khoản ứng dụng xã hội Tinder là Hà Linh, chưa xác định được, lôi kéo đến quán Magic Long chơi. Khi vào quán, anh B ngồi ăn uống tại bàn A11 cùng cô gái mới quen. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, Hà Linh bỏ trốn khỏi quán để lại anh B một mình với hóa đơn thanh toán hơn 9 triệu đồng. Bị dí bill, không có tiền trả, anh B cố tình tìm Hà Linh để giải quyết, nhưng anh đã bị nhóm nhân viên quán bar quay đánh, khiến anh bị choáng, ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Khi có tiếng người hô công an đến kiểm tra, trốn đi, thì anh B bị nhân viên quán bắt tay vào yết hầu để anh không thể kêu cứu. Người đàn ông này đã cố vùng chạy và được công an giải cứu đưa về trụ sở. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.